Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công trong xét duyệt vay, hỗ trợ cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip, thực hiện hai dự án không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm tù, bị cáo Võ Thùy Linh, cựu trưởng phòng kế hoạch 3 năm tù, bị cáo Phan Thu Nga, cựu trưởng phòng quản lý khoa học 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Quốc Thái, cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ và Chu Bá Long, cựu nhân viên phòng quản lý công nghệ cùng 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ, đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Hội đồng xét xử tuyên phạt 10 năm tù từ thời điểm bắt đầu chấp hành án.